chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Hình Dai. Trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn này nhá. Đây là một mẫu của đầm cổ thuyền, thuyền tròn nhá. Tay thì chúng ta sẽ có một phần tay nối, thân bổ mảnh nách dưới xòe. Ok, các bạn có thể vào trong YouTube và tìm kiếm kênh YouTube của mình là Hoàng Sơn Designer. Chưa? Và các bạn có thể ấn vào bất cứ một video nào. Các bạn sẽ kéo xuống phần đây, phần mô tả nhé. Nick Facebook của mình là ở đây này. Đây. Còn ấn ở đây. Đó. Còn ở đây thì sẽ ra được cái nick Facebook của mình nhá. Như thế nhỉ? Đó. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm ly banh cơ bản. Nếu như bạn nào chưa biết làm biết vẽ cái đầm ly banh này nhá, thì các bạn vào trong kênh YouTube của mình ấy, tìm một cái video mình có chia sẻ hướng dẫn cách cắt đầm ly banh đấy, đầm cơ bản. Được chưa nhờ? Trời đang mưa thì các bạn thông cảm mình một chút nhé. Đầu tiên về chúng ta sẽ làm thân xa thân trước nhá. Bộ mảnh nách của thân trước này, chúng ta sẽ lấy phần ngang cổ. Các bạn có thể lấy cho mình từ phần đầu vai, lấy vào cho mình tầm khoảng 4 đến 5 phân. Được chưa nhỉ? Sâu cổ thì các bạn lấy từ sâu cổ các bạn xuống cho mình là 4 phân rưỡi hoặc là 5 phân. Chúng ta sẽ kẻ hai ngang cổ và sâu cổ này ra. Và các bạn sẽ lượn cái vòng cổ này cho mình. Ok chưa nhỉ? Khi mà cái vòng cổ tròn này nó rộng ra rồi thì chúng ta sẽ phải giảm cái ly cổ. Chúng ta sẽ xử lý phần này. Chưa nhỉ? Phần cong của cái vòng họng cổ này các bạn sẽ kẻ cho mình một cái ly 5 ly vào đây nhá. Chúng ta kẻ ra vòng nách. Thì tí nữa chúng ta sẽ đóng ly vào để xử lý cho đỡ bị bừa cổ. Sau đó này, ở đây mình sẽ đóng vào luôn nhá, để chúng ta vẽ được phần bổ mảnh nách. Các bạn sẽ dán nó vào, cắt một cạnh và dán một cạnh còn lại. Đó, và sau đó chúng ta sẽ sửa lại vòng cổ. Các bạn sẽ cắt đi này. Tiếp đến bộ mảnh nách, chúng ta sẽ chia đôi đường chéo nách này ra. Các bạn lấy đoạn giữa cho mình này. Sau đó chúng ta sẽ nối chụm vào đầu ly thân. Các bạn kéo dài cho mình đường tâm ly xuống dưới phía gấu này. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái đoạn xòe ở phía thân dưới nhé. Đây. Các bạn sẽ từ đường tâm ly chúng ta sẽ lấy đều ra mỗi bên tầm khoảng 6 phân cho mình, 6 đến 7 phân nhé. Các bạn muốn phần này nó xòe nhiều hơn thì chúng ta sẽ kẻ nó ra nhiều hơn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ, các bạn vẽ cái này cong dần vào đây. Được chưa nhỉ? Phần ly bên này thì chúng ta sẽ vẽ sang ở bên kia. Đó. Ý nữa các bạn, khi các bạn cắt một bên và chúng ta sẽ dán cái bên còn lại vào, bù lại phần
Đây phần này giao nhau nhá. Về thân sau. Thân sau thì các bạn sẽ để cho mình hai phần vai con này bằng nhau. Chúng ta lấy được phần ngang cổ thân sau. Từ đây các bạn sẽ lấy xuống cho mình sâu cổ là 3 phân rưỡi cho đến 4 phân. Và chúng ta sẽ giảm phần sống lưng vào cho mình 5 ly nhé. Giảm vào 5 ly để cho nó không bị bở cái phần khóa khi chúng ta tra. Các bạn sẽ cắt đi cho mình này. Bộ máy nách thân sau thì chúng ta sẽ chia đôi đường chéo nách. Các bạn chia đôi đường chéo nách ra cho mình này. Sau đó chúng ta sẽ nối phần này cong xuống phần ly thân nhá. Tương tự như thân trước thì chúng ta sẽ kéo dài đường tâm ly ra xuống phía gấu. Kéo dài phần tâm ly xuống gấu này. Phần thân sau thì chúng ta cũng sẽ mở chỗ này ra cho mình 6 đến 7 phân. Các bạn muốn nhiều hơn thì chúng ta sẽ lấy ra nhiều hơn nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ nối lại. Bây giờ các bạn sẽ lọc bỏ ly đi cho mình này. Chúng ta sẽ cắt theo một bên nhá. Bên phía còn lại thì các bạn sẽ dán lên giấy vào cho mình sau. Phía dưới gấu thì chúng ta sẽ chưa cắt theo đường xa gấu vội. Các bạn sẽ để đó. Ta lọc bỏ hết ly đi. Đây các bạn sẽ dán thêm giấy vào cho mình này. Đó. Sau đó này, các bạn đo cho mình từ cái phần cắt này đến cái đường mà các bạn kẻ thêm ra nhá. Chúng ta so đo được bao nhiêu này? 13 phân rưỡi. Ở đây các bạn sẽ lấy ra cho mình 13 phân rưỡi. Sau đó chúng ta sẽ nối vào đây. Đó. Tiếp đến thì các bạn sẽ để cho mình hai cái phần bổ mảnh này ghép vào với nhau. Ok chưa nhỉ? Chúng ta sẽ để nó ghép vào với nhau như này. Và các bạn sẽ kẻ lại, đánh lại cho mình cái phần gấu nhé. Các bạn có thể dán dính nó vào một chút. Đây. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ cắt lại cái gấu này.
Ok. Phần trước thì chúng ta sẽ làm tương tự này. Các bạn cũng sẽ lọc bỏ hết ly đi cho mình. Chúng ta sẽ cắt theo một bên ly lấy thêm nhá. Bên kia chúng ta sẽ dán vào, dán bù vào. Phần trước chúng ta sẽ có ly banh thì các bạn sẽ đóng phần ly banh vào cho mình này. Chúng ta sẽ dán vào. Và các bạn sẽ lọc bỏ ly và tỉa lại phần bầu ngực cho mình. Tỉa lại phần cúc ngực đây nhé. Đó. Phần sườn này nó có, các bạn xem nó trơn chưa thì chúng ta sẽ sửa đi. Bây giờ các bạn sẽ lại đo. Rồi chúng ta đo được 13 phân. Thì bên này các bạn sẽ dán thêm giấy vào. Đủ 13 phân thì mình là được. Chúng ta sẽ đo từ cành này ra đây 13 phân. Và sau đó chúng ta sẽ nối lại với cả phần ly bên trên. Ok chưa nhỉ? Tương tự như thân sau nhé, các bạn sẽ cắt phần này ra và chúng ta sẽ dán cái bổ mảnh kia vào. Đây. Dán phần bổ mảnh này vào với nhau này. Và chúng ta sẽ sửa lại phần gấu. Các bạn sẽ lấy phần sườn của thân sau nhá, ghép vào thân trước này cho mình. Đây với sườn, đây sườn thân sau này, đây sườn thân trước này, chúng ta sẽ ghép vào với nhau, được chưa nhỉ? Đó, phần này nó khớp vào với nhau nhẹ được nhá. Ok chưa nhỉ? Như vậy là xong phần thân. Mẫu này khá đơn giản, nó chỉ là đường bổ mảnh và phát triển thêm phần xòe phía dưới thân dưới thôi. Tiếp tục đến phần tay này, thì các bạn sẽ lấy cái cắt này nhá, phần cắt này các bạn sẽ lấy ở phần hạ khuỷu tay cho mình, ví dụ hạ khuỷu tay 27, ta sẽ cắt rời phần này ra. Sau đó các bạn sẽ để lên một tờ giấy khác cho mình. Chúng ta sẽ bấm phần này ra cho nó tạo thành các cái múi đổ rủ nhé. Các bạn bấm các cái nan này càng nhỏ càng tốt nhỉ. Và chúng ta sẽ giải.
Phần này các bạn giải bất kỳ cho mình cũng được nhá. Các cái khoảng cách giữa các nan này các bạn sẽ giải bất kỳ cho mình. Ok, sau đó các bạn sẽ cắt tỉa lại phần này cho đều cho mình là được. Đây là dập thành phẩm nhá. Khi mà đặt lên vải thì các bạn sẽ phải chừa đường may ra cho mình. Ok chưa nhỉ? Đó. Và sau đó chúng ta sẽ may vào phần tay này. Lưu ý cho mình cái phần nối nhá. Đây là phần nối của phần bèo tay phía bên dưới đấy, thì nó sẽ vào đường gấp đôi. Được chưa? Chứ không phải là nối hai cái này vậy với nhau. Và các bạn sẽ nối này phần này vào cái điểm gấp đôi cho mình. Khi các bạn may vào nó sẽ tự đổ ra như này nhá. Những cái này nó sẽ tự rủ xuống. Ok chưa nhỉ? Đó. Khi các bạn may thì hai phần này nó bằng nhau là được. Đó. Chưa nhỉ? Đây là phần này nó sẽ đổ ra như này nhá. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.